Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình quyết định mở bọc cái cành ghép vào rễ cây xanh và mình quay video lại để chia sẻ với các bạn, để ai cũng ghép cành vào rễ cây xanh giống mình thì biết được cái thời điểm cần thiết để chúng ta mở bọc lên lông các bạn. Và cái này cũng áp dụng cho việc mở bọc khi mình ghép cành xanh vào cái thân cây xanh hoặc là vào cái cành cây xanh. Sau đây mời các bạn theo dõi. Bây giờ mình sẽ mở bọc cái cành xanh ghép vào rễ cây ở đây. Và mình cũng nói cho các bạn luôn cái thời điểm nào cần phải tháo cái bọc này ra. Hôm trước mình có cho các bạn xem rồi. Hôm đấy thì mầm nó mới lên được có khoảng một ít thôi. Hôm nay thì đảm bảo để chúng ta tháo bọc rồi. Cái này hôm trước mình có nói với các bạn rồi đấy. Là cái bọc bên trong này mình có xé đằng trên này ra. Bây giờ mình tháo luôn. Để các bạn thấy đây này. Khi cái mầm ghép, cái mầm nó phát mầm mới đó các bạn, mình cũng không cần chính xác là bao nhiêu cm đâu. Mình lấy cái bàn tay mình đo gang này nè. Và nó được khoảng nửa gang. Cái mầm này nè, được khoảng nửa gang. Nhưng mà cái này gần được một gang rồi. Đấy. Thì mình sẽ tháo bỏ cái bọc này ra. Cái cành bên cạnh là nó mới phát triển được có một ít thôi, mình cũng bỏ bọc luôn. Lý do là mình bọc cái thời gian hơn một tháng rồi. Và đến nay thì nó bật mầm được khoảng 4 cm. Đây các bạn xem gần đây. Đây nó được chừng này. Tầm khoảng 4 cm thì mình có thể tháo bọc được rồi. Thế vấn đề hôm trước là cái bọc này mình đang vùi dưới cát, nó lấp bên dưới á. Bây giờ mình sẽ đào cát ra để mình lấy cái túi bóng này ra. Còn nếu không thì chúng ta có thể cắt ngang được cũng được. Các bạn chú ý, nếu như mình ghép mà trên mặt cát này nó sạch, nó không đẩy nước nhiều lên thì tỷ lệ sống rất cao. Còn nếu mình ghép xong mà sau vài ngày mà nước nó cứ đầy lên trên mặt này này, nó cứ ướt, nó ướt nhiều nước ấy, thì khả năng chết. Và đây là hai cành ghép mà các bạn đã xem hôm trước đấy, thì đến nay nó đã tốt như này. Còn cái phần lá quăn này là do sâu thôi, sâu nó nhiễm từ cái vườn kia vào, nó ăn. Thì sau đấy mình để vài ngày mình sẽ ngắt những cái lá này đi. Bây giờ mình sẽ loại bỏ cái giấy ni lông này ra. Đây là cái mối buộc đấy các bạn này. Mình sẽ gỡ ra. Đấy. Và các bạn thấy nó đã sống rồi đây. Bây giờ thì mình có thể cho bớt cát ra một chút cũng được. Còn nếu không thì mình cứ vùi lại. Vùi lại cho nó mát, cho nó phát triển. Và đến khi nào mà mình đưa cái này ra mình trồng chậu thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và mình trả lời các bạn luôn là bao lâu thì mình mở cái bọc này. Các bạn đừng có đếm ngày mà các bạn đo cái khoảng cách mầm đây nè. Đo cái độ lớn mầm đây nè. Mùa xuân mình ghép có thể là một tháng, nhưng đối với mùa hè, mùa thu thì có thể là thời gian nó dài hơn hoặc nó ngắn hơn. Nếu không nhầm tính từ ngày ghép đến hôm nay thì chắc cũng phải hơn một tháng rồi. Các bạn mà xem cái video ghép cành vào rễ cây xanh thì các bạn xem cái ngày đăng đấy. Thì các bạn sẽ biết được cái này nó bao nhiêu ngày. Chắc khoảng hơn 40 ngày. Và mình cũng lưu ý các bạn là trong thời gian này thì mình đừng có tưới phân hóa học nhá. Tưới phân hóa học hay là phân bón lá hay là cái thuốc kích rễ gì đó thì mình đừng có tưới, mình cứ để kệ này đi. Và cái này nó cũng giống như dâm cành thôi. Khi nào cái mầm này nó dài được khoảng 2 gang, nó đổi màu xanh đậm giống cái lá bên này các bạn này. Đây như cây này là đưa ra trồng được rồi đây này. Còn thấy là cái mầm nó rất là dài. Khi nào mà cành dài giống bên này các bạn này, đây các bạn thấy đây, nếu mà lấy gang gang thì được khoảng 2 gang, hơn 2 gang, và lá nó xanh đậm như thế này thì mình có thể đưa ra mình trồng được. Hôm nào đưa ra trồng đất thì mình sẽ quay lại các bạn xem. Đối với những cành xanh mà ghép vào thân hoặc là vào cành thì cái tầm mầm nó ra tầm này thì mình cũng tháo, hoặc là mình chỉ cần khoảng bằng cái mầm ngắn này, tức là khoảng nửa gang. Cái này thì nó cũng tương đối dài, được nửa khoảng bằng ngón tay này này, thì mình có thể tháo bọc cũng được. Và mình nên tháo vào buổi chiều mát thì cây nó đảm bảo hơn. Sau khi tháo xong, còn một việc nữa đó là chúng ta nên dùng nước, chúng ta rãy ướt cái mầm cây như thế này. Lúc này các bạn không sợ nước nó vào cái vết thương nữa đâu, bởi vì nó đã như thế này rồi thì vết thương nó đã bám chắc rồi. Mình tưới thân cây, lá cây và tưới luôn cái phần cát bên dưới này cho nó ẩm đây các bạn này. Và một ngày chúng ta nên tưới 2 lần, vào buổi sáng và chiều tối.
để tăng cái độ ẩm cho cái cành cây này. Cho các bạn xem luôn cái mầm sung hôm trước ghép lên này nó đã bám chắc rồi đây. Mình cũng tháo bọc ni lông rồi. Đây các bạn này. Đây. Cái mầm này nó được khoảng 5 cm rồi. Và mình tháo bọc rồi. Đây, nó đang lên đây. Chắc các bạn còn nhớ cái mầm này hôm trước. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị các bạn về việc tháo cái bọc ni lông, tức là mình bỏ bọc ni lông cành ghép vào rễ cây xanh ấy. Các bạn có thể áp dụng cho cây sung, cây xanh và các cái cây ghép của mình để làm cây cảnh. Chúc tất cả quý vị các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.